Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp có thể bị điều chỉnh bởi rất nhiều luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường hay Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, có khá nhiều thủ tục có sự trùng lặp hoặc về bản chất là giống nhau nhưng doanh nghiệp lại phải thực hiện nhiều lần, lặp đi lặp lại, gây tốn kém, kéo dài thủ tục đầu tư, thậm chí không biết thủ tục nào trước, thủ tục nào sau. Đây là những nút thắt cần tháo gỡ nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Ma trận thủ tục hành chính, doanh nghiệp biết kêu ai, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78 năm 2015 về việc thành lập, đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam là quyền của cá nhân và tổ chức được nhà nước bảo hộ. Luật nghiêm cấm các cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phiền hà cho người thành lập doanh nghiệp. Việc chấp hành pháp luật trong đăng ký kinh doanh trong thời gian qua tuy đã có những kết quả nhất định, song vẫn còn những tồn tại và hạn chế sau. Việc sửa đổi bổ sung quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh cũng chưa kịp thời. Thời gian kéo dài quá lâu gây nhiều hạn chế cho hoạt động giám sát và đánh giá tình hình đăng ký kinh doanh. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào đăng ký kinh doanh chưa được hoàn thiện. Việc phối hợp giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế, v.v. Những hạn chế này gây ra những khó khăn về thủ tục cho doanh nghiệp. Như vậy là ngay từ giai đoạn đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đã gặp phải những vướng mắc về thủ tục hành chính. Kéo theo đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc khác trong thủ tục. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, đã đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, rút ngắn thủ tục gia nhập thị trường của nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. So với các quy định trước về thủ tục, điều kiện gia nhập thị trường, thì Luật Doanh nghiệp năm 2014 có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bộc lộ nhiều bất cập nhất định. Thứ nhất, về ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyền chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành nghề kinh doanh. Điều 7. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải kê khai ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, theo giải thích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nhằm phục vụ cho công tác thống kê. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung tờ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lại không thể hiện nội dung ngành nghề. Nội dung ngành nghề chỉ được ghi nhận trên hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia và ghi nhận trong giấy xác nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường hay hỏi chúng tôi một câu là vậy thì chúng tôi kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm thì vậy tại sao chúng tôi phải đăng ký? Nếu mà không thì chúng sẽ cho chúng tôi đăng ký một cái ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh chính. Còn lại những cái ngành nghề khác chúng tôi sẽ đăng ký những cái ngành nghề đúng mà pháp luật không cấm. Trong 6 cái ngành nghề theo đúng quy định là pháp luật cấm. Và với những cái ngành nghề gì có điều kiện thì chúng tôi đáp ứng đủ cái điều kiện đó chúng tôi sẽ kinh doanh. Vậy thì hà cớ gì mà bắt chúng tôi là phải kê khai vào cái giấy đề nghị đăng ký là tôi phải đăng ký những ngành nghề gì? Thì tất cả các ngành nghề sẽ không được thể hiện trên đăng ký kinh doanh, trên bản vàng. Thế nhưng tất cả các thủ tục vẫn thực hiện như luật cũ và có phần còn nhiều việc hơn. Những quy định vừa thừa lại vừa thiếu, nó khiến doanh nghiệp phải tự mò mẫm tìm đường khi vừa mới bước chân vào thương trường. Khi mà tôi đi hỏi một số các cái thủ tục để nhập khẩu, ví dụ như về vấn đề là xin phép, cấp giấy phép nhập khẩu chẳng hạn, thì cũng không hầu như là không có một cái đơn vị nào hỗ trợ các cái doanh nghiệp mới để mà làm các cái thủ tục là xem là các cái sản phẩm này cần những giấy tờ gì. Và chúng tôi là mò mẫm từng bước một và tự mình tìm cách để nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam. Nguyên cái câu chuyện là mình xem là cái sản phẩm này có cần xin phép nhập khẩu không thì tôi cũng đã mất vài tháng để tìm hiểu và cuối cùng được biết rằng là cái sản phẩm mà mình nhập đấy không cần phải xin phép. Rồi lại có những thủ tục chồng chéo cũng khiến doanh nghiệp phải thực hiện một vài thủ tục với cùng một cơ quan chuyên môn
nhưng cứ lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác. Từ năm 1 tháng 7 năm 2016 thì có cái quy định mới là bây giờ doanh nghiệp có một tờ đăng ký kinh doanh chính, không ghi các cái thông tin như trước kia. Nhưng ngoài ra phải có thêm những cái địa điểm kinh doanh, thì mỗi địa điểm kinh doanh lại một tờ đăng ký kinh doanh mã số riêng. Ví dụ chúng tôi có 10 địa điểm, có nghĩa là có 10 tờ đấy riêng. Và nói thật sự là trong doanh nghiệp nhiều khi phải đi thuê địa điểm kinh doanh. Thế trước kia nếu chúng tôi chỉ thay đổi một lần có thể thay đổi từ 4-5 địa điểm hoặc là nội dung thì chỉ một lần thôi. Nhưng bây giờ nếu mà thay đổi 4-5 địa điểm kinh doanh đồng nghĩa là phải thay đổi 4-5 tờ kinh doanh, giấy phép kinh doanh con. Thì ví dụ như là công ty tôi gần đây chẳng hạn có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi cả hình thức của doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần, thì chúng tôi chuyển từ quận Bắc Từ Liêm sang quận Nam Từ Liêm, thì chúng tôi làm hồ sơ thì tôi thấy phải ký rất nhiều các loại hồ sơ mà tôi chẳng biết là nếu hồ sơ đó để mà tôi đọc thì tôi cũng rất là mất thời gian, tôi không biết là tôi ký vào để giải quyết các vấn đề gì khi mà cả một đống hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước không biết có ai xem không. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài cũng là một vấn đề được cho là tưởng như giảm tải, hóa ra lại thành phức tạp hơn. Cụ thể là, với luật cũ, giấy chứng nhận đầu tư chính là giấy đăng ký kinh doanh. Chỉ là một giấy phép và tập trung vào một đầu mối cơ quan quản lý. Nhưng với luật mới, lại có giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư là hai loại giấy phép khác nhau do hai cơ quan quản lý khác nhau. Hay như các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư trong luật đầu tư năm 2014, rút bỏ thủ tục cấp phép đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước là một điểm tốt của luật. Nhưng quy trình thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư lại là một việc khiến cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp tưởng được thuận lợi, giảm tải trong thủ tục hành chính, thì hóa ra lại không. Như thời gian vừa rồi tôi vẫn rất là băn khoăn về việc là các doanh nghiệp họ thực hiện các hoạt động đầu tư doanh nghiệp nước ngoài, họ thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa Việt Nam. Các điều kiện của nó cũng tương đối cơ bản được thể hiện trên cổng thông tin quốc gia. Tuy nhiên trên thực tế khi thực hiện thì bây giờ vẫn phải thông qua Bộ Công Thương hay là chưa thông qua Bộ Công Thương, hay chỉ đơn giản là ở Sở Kế hoạch Đầu tư thôi. Theo một cái dự thảo mới thì có thể chuyển toàn bộ các hoạt động về cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, về hoạt động về xuất nhập khẩu, hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, thì các doanh nghiệp đấy theo quy định cũng vẫn thông qua Bộ Công Thương có ý kiến, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ làm đầu mối chủ trì. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì các hướng dẫn họ không rõ ràng nữa và đang có định hướng chuyển sang cho Sở Công Thương cấp tỉnh. Thì những cái việc này hiện tại nó vẫn chưa được có một quy định chắc chắn rõ ràng, làm cho các doanh nghiệp họ muốn đầu tư rất khó khăn. Tiếp đến, còn có thể kể đến một loạt những điểm vô lý trong đăng ký kinh doanh. Về việc báo cáo nội dung thay đổi của doanh nghiệp, Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp. Hiện nay quy định 3 thủ tục về đăng ký, thông báo và báo cáo như sau. Phải đăng ký khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phải thông báo khi thay đổi nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và phải báo cáo đối với một số trường hợp khác. Các nội dung trên không có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp giám đốc hoặc tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, việc báo cáo trên là vô lý và không cần thiết. Hay như việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Tại điểm B khoản 1 điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một số nội dung, trong đó có việc thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Điểm B khoản 1 điều 33 luật này lại quy định, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải công bố các thông tin, trong đó có danh sách cổ đông sáng lập. Như vậy, thông tin về danh sách cổ đông sáng lập không có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
Vì vậy, yêu cầu phải thông báo khi có thay đổi và phải công bố thông tin là không hợp lý. Rõ ràng, với những bất cập về thủ tục trong đăng ký kinh doanh như vậy, việc giảm tải được thủ tục và thời gian trong đăng ký kinh doanh là điều không thể và không như kỳ vọng của những người làm luật. Quay lại luật doanh nghiệp một chút về quy định không ghi nhận ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thì việc không ghi nhận trong đó thực tế nó là như thế nào? Trên giấy tờ thôi. Còn trên thực tế quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp họ vẫn phải liệt kê rằng tôi kinh doanh những lĩnh vực nào. Và sau đó khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cơ quan nhà nước theo mẫu của luật là không có ngành nghề trong đó. Nhưng một số tỉnh thành vẫn cấp một văn bản đi kèm. Cái này nó là luật bất thành văn. Văn bản đi kèm đấy nó liệt kê các ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký. Đây là một văn bản đi kèm. Thì trong trường hợp này rõ ràng là có sự không hiệu quả trong việc là quy định tinh thần của luật doanh nghiệp mới. Nói rằng doanh nghiệp được kinh doanh những lĩnh vực ngành nghề mà pháp luật không cấm. Chính vì thế nên cũng việc đưa ra cái ngành nghề mà phải đăng ký, nó sẽ đạt được cái mục đích gì? Cơ quan nhà nước ban hành cái việc phải ghi ngành nghề đấy để đảm bảo cái hoạt động thống kê của quản lý nhà nước. Hoạt động thống kê thì vai trò đấy, đó là cái vai trò làm sao chỉ đảm bảo cho cái giá trị về thống kê thì không cần thiết tạo ra cái cản trở cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề nào cũng được. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì khi bỏ ngành nghề trên giấy tờ nhưng thực tế là họ vẫn phải ràng buộc bởi trong phạm vi ngành nghề của họ thôi. Họ vẫn phải đăng ký, mà họ không đăng ký trong ngành nghề đấy là mặc nhiên là họ vẫn chưa được kinh doanh. Chưa được kinh doanh. Họ để muốn được kinh doanh họ phải đăng ký bổ sung ngành nghề đó. Vẫn phải xem xét bổ sung. Đấy là một cái thực tế mà cái này cần phải xem xét. Luật mới nhưng những thay đổi của nó có theo đúng tinh thần ban đầu khi ban hành luật mới hay không? Mỗi đạo luật khi đi vào triển khai đều cần có thời gian để kiểm chứng tính thực tế. Và sau 3 năm đi vào thực thi, đã đến lúc cần có những xem xét kịp thời cho những bất cập của luật, kéo theo những hạn chế về thủ tục mang lại cho doanh nghiệp. Từ luật đến thực tế triển khai và đến kỳ vọng của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách thực sự là xa. Và để thu hẹp khoảng cách đó, không chỉ cần những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước mà của chính cộng đồng doanh nghiệp. Mời quý vị đến với chùm ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, mặc dù đã có nhiều cải cách, song chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các luật, dẫn đến sự chồng chéo về mục tiêu, nội dung quản lý, cơ quan thẩm định và phê duyệt. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có được một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và doanh nghiệp không còn phải đau đầu vì những thủ tục chồng chéo nữa. Cho đến nay thì chúng ta chưa được đánh giá cao về cái chất lượng thể chế, cái chất lượng của các cái thủ tục hành chính. Việt Nam mới đang được thế giới đánh giá cao ở cái sự ổn định về chính trị xã hội, ở cái quy mô của thị trường và ở cái chi phí lao động thấp, chứ chúng ta chưa được đánh giá cao ở cái chất lượng thể chế và cái chất lượng của thủ tục hành chính. Và chính vì vậy cho nên cái yêu cầu quan trọng nhất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho các doanh nghiệp vẫn là cái tiếp tục giả xét, sửa đổi các cái quy định pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Trong 10 cái chỉ số về môi trường kinh doanh thì cũng phải thấy rằng là chỉ số về khởi sự kinh doanh của chúng ta là chỉ số mà chúng ta có cái thứ hạng gần như là thấp nhất và chúng ta đang đứng cuối bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Và cái chỉ số này đúng là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta đang làm giảm đi hoặc là chúng ta đang làm gọi là nản đi cái tinh thần khởi nghiệp. Chính vì thế mà thời gian tới đây thì chính phủ cũng đã đặt ra cái mục tiêu là chúng ta cần phải cải thiện cái thứ hạng về cái khởi sự kinh doanh tăng lên khoảng độ 40 bậc. Thực ra cái việc mà nói rằng xuất phát từ cái gì ấy, luật mới là rất tốt, nhưng quá trình đi vào thực tiễn nó sẽ cần có vai trò cơ quan nhà nước làm sao để họ có được một cái truyền bá trong bản thân các cán bộ công chức, những người mà trực tiếp sử dụng và ban hành hoặc là đưa cái luật đó vào thực tế. Ví dụ như các cơ quan về đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư, họ phải là những người mà nắm rõ cái tinh thần cũng như các quy định cụ thể của luật đầu tư, luật doanh nghiệp mới.
để họ có thể áp vào trong quá trình họ thực hiện các công việc của họ. Thì lúc đó thì họ mới có những cái mà tạo cho một cái việc đưa luật nó vào cuộc sống. Chứ hiện tại là cái việc đấy nó vẫn còn có những cái hạn chế. Thì vấn đề mấu chốt ấy, theo quan điểm của tôi với tư cách là một luật sư đấy, thì tôi cho rằng là vấn đề là có nhiều điều kiện hay ít điều kiện, dễ bàn và dễ giải quyết. Và đó thực ra không phải là vấn đề. Mà vấn đề chính là gì? Dù có ít điều kiện chăng nữa, nhưng mà các cái cơ quan nhà nước, các cái cán bộ thừa hành trong cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước khi giám sát, khi cấp các cái đăng ký kinh doanh, thế rồi thì khi thanh tra, khi kiểm soát ấy, gây nhũng nhiễu, gây phiền hà, không cần thiết. Điều đó mới là điều quan trọng. Và đấy mới là cái điều tạo nên cái sự bức xúc thật sự của các doanh nghiệp, chứ không phải bản thân các quy định. Tóm lại, ở đây là cái vấn đề là cái thái độ hành xử của phía các cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái hoạt động hàng ngày của họ để cấp phép, để giám sát, để thanh tra. Và cái vấn đề đấy chưa giải quyết được thì nó còn cái câu chuyện là cực chẳng đã là cứ phải giải giáp tất cả các cái điều kiện kinh doanh đi. Thì cái giải giáp cái điều kiện đó thì thực ra nó dẫn đến những hệ quả khác. Nên đấy tôi cho rằng nó lại không phải là vấn đề. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, một khán giả có địa chỉ mail loan.trần@gmail.com viết thư về chương trình và hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ở đây gọi tắt là công ty A, là công ty hạch toán độc lập và chủ sở hữu là công ty B. Vậy thì công ty A có thẩm quyền quyết định việc vay vốn của chính mình hay không? Mong chuyên mục tư vấn giúp và xin chân thành cảm ơn. Mời luật sư trả lời ạ. Theo quy định tại khoản 1 điều 76 luật doanh nghiệp năm 2014, chủ sở hữu công ty là tổ chức thì có các quyền sau đây. Quyết định các nội dung về điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty. Quyết định dự án đầu tư phát triển. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp, hoặc một tỷ lệ hoặc một giá trị khác nhỏ hơn được quy định trong điều lệ của công ty. Có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức cá nhân khác. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào các công ty khác. Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Quyết định sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác của công ty. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành việc giải thể hoặc phá sản. Và các quyền khác theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Như vậy, đối với trường hợp của bạn hỏi thì bạn nhận thấy rằng đối với các cái hợp đồng vay mà có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp, hoặc một tỷ lệ giá trị tài sản nhỏ hơn được quy định trong điều lệ của công ty, thì thẩm quyền quyết định việc vay vốn của công ty A sẽ do chủ sở hữu là công ty B quyết định. Công ty A sẽ được quyết định ký các cái hợp đồng vay vốn. Đối với những cái hợp đồng vay mà không thuộc thẩm quyền của công ty B theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.